Xin chào, bạn nghĩ một chiếc laptop 15 triệu sẽ làm được gì? Một laptop phục vụ công việc, học tập bình thường có thể có cấu hình cao một chút, nhưng liệu có thể trở thành một chiếc laptop gaming được không? Chơi game có nóng không? Liệu có bền không? Chắc chắn trong suy nghĩ của bạn, việc xuất hiện một chiếc laptop như vậy là rất khó. Những điều tưởng chừng như rất hư cấu đó đã trở thành hiện thực, và Asus đã tạo ra sản phẩm phục vụ đặc biệt không phải dành cho con nhà người ta, mà chính là cho những game thủ con nhà mình. Những game thủ không quá dư giả nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc laptop chơi game có thể đáp ứng vừa đủ nhu cầu gaming của bản thân. Và trên tay mình đây, đó là Asus Gaming K550VX, có mã XX142D. Điểm qua một chút về cấu hình, chúng ta có CPU Core i5 6300HQ, có thể ép xuống tới 3.2GHz, VGA GeForce GTX 950M, DRAM 5, RAM 4GB, ổ cứng 1TB, màn hình 15.6 inch HD. Đánh giá qua một chút về vẻ bề ngoài, có thể thấy đập vào mắt chính là chất liệu làm nắp laptop của K550VX, một lớp nhựa rất bóng, rất trơn và cho cảm giác cứ như là nhựa trong suốt vậy. Phần nhiều chúng ta có cảm giác này là những họa tiết cách điệu đẹp in ở hai bên góc máy, tạo một góc nhìn dường như nó chìm xuống dưới bề mặt vỏ máy vậy. Mở máy lại tiếp tục một lần nữa, những họa tiết đỏ lại xuất hiện nhưng trái với trên nắp máy. Trên bề mặt xung quanh phím, những đường nét này đã nổi lên chứ không còn chìm nữa. Có thể nói Asus đã rất chăm chút về vẻ bề ngoài của K550VX. Mặc dù đây chỉ là dòng laptop gaming thấp nhất của Asus, xếp sau dòng GL552 mà mình đã có video đánh giá mẫu GL552VX. Về chất liệu vỏ máy, do để giảm thiểu chi phí tối đa, hạ giá thành xuống thấp nhất, mà vì vậy 100% vỏ của K550VX được làm từ nhựa. Việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu quả tản nhiệt, khi mà đa phần các laptop gaming hiện nay đều được trang bị vỏ kim loại. Tuy vậy, liệu quạt gió có khả năng tản nhiệt của 550VX có thể bù đắp lại nhược điểm của máy tốt như GL552VX đã từng làm, bản cắt giảm vỏ kim loại mà chúng ta đã từng đánh giá trước đây? Hơn nữa, Asus lại đã quảng cáo chức năng Ice Cool, Keep Palm Rest Cool ngay trên bề mặt máy, cho nên chúng ta hãy đợi phần test hiệu năng, nhiệt độ ở video sau nhé. Bên cạnh các phần vỏ có bề mặt trơn, láng mịn, sờ rất thích tay, Asus còn quan tâm tới trải nghiệm của người dùng khi chơi game nữa. Phần kê tay bên dưới bàn phím được gia công sần, dạng những lỗ tròn nhỏ li ti, chống trơn, chống bám vân tay, mồ hôi tay trên bề mặt. Rất tuyệt vời khi chơi game trong thời gian dài phải không nào? Về các cổng kết nối, K550VX vẫn được trang bị đầy đủ. Bên cạnh phải, số lượng kết nối khá khiêm tốn, chỉ một cổng USB 2.0 vì phải nhường đa phần diện tích cho ổ đĩa quang. Cá nhân mình vẫn bảo thủ cho rằng việc trang bị ổ đĩa là khá phí hoài khi mà đa phần chúng ta sẽ đào game trực tuyến thay vì dùng đĩa như trước kia. Và nếu có thể thay ổ đĩa quang bằng một quạt tản nhiệt nữa để tăng khả năng tản nhiệt, có lẽ sẽ thật sự tuyệt vời. Bên cạnh trái chúng ta có jack 3.5mm, hai cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một cổng VGA, khe tản nhiệt, cuối cùng là không thể thiếu đó là jack nguồn. Sử dụng adapter 19V 6.32A, kích thước khá là lớn, tương tự những dòng laptop gaming cao cấp. Mặt dưới máy dễ thấy những chân đế cao su, những khe tản nhiệt cung cấp luồng gió hút lên từ dưới đáy máy, thoát ra phần khe tản nhiệt bên cạnh trái. Và đặc biệt những đường nét vuốt cong, những chi tiết được Asus chăm chút cho máy hơi hướng tương tự như phong cách đã áp dụng trên dòng GL552, vừa tạo cảm giác độ dày mỏng hơn, vừa đẹp hơn, tăng khả năng tản nhiệt cho máy nữa. Về màn hình, K550VX mặc dù là laptop gaming nhưng do giá thành rẻ nên chỉ đạt độ phân giải HD 1336x768 pixel và hơi hướng có chút ngả xanh, phải thật để ý kỹ mới nhận ra được. Và đương nhiên một chút xíu ngả xanh vẫn tốt hơn nhiều so với đa phần các màn laptop có mức giá tương đương, có chiều hướng ngả vàng gây tối màn hình cho trải nghiệm không tốt. Bàn phím và touchpad có chất lượng bàn phím khá tương tự như trên dòng GL552. Phím có độ nảy tốt, cảm nhận được độ nảy của miếng cao su bên dưới phím rất rõ ràng. Tuy vậy, khác với dòng gaming, phím của K550VX chỉ được thiết kế với các họa tiết, ký tự đỏ mà không được trang bị LED dưới phím, một điều khá đáng tiếc. Với phân khúc 15 triệu, có lẽ chúng ta cũng không thể yêu cầu hay kỳ vọng quá nhiều được. Đó là toàn bộ vẻ bề ngoài. Còn chi tiết hiệu năng, thời lượng pin, test game, benchmark, chi tiết sẽ được đánh giá trong video tiếp theo của Asus Gaming K550VX. Click vào ô chứa link trên màn hình hoặc bên dưới phần mô tả ngay khi video lên sóng nhé. Mình là Tuấn Anh đến từ Phục Anh Smart World. Xin chào và hẹn gặp lại.